Ừ, cành này có cái hoa nào đậu hết nhỉ? Năm ngoái cũng được mấy quả mà năm nay nó sai thật. Đây là mẫu túi bao trái bưởi của Hà Bưởi Ngon. Vì nông dân phụng sự, số điện thoại 0968129996. Túi này màu vàng trong và ngoài và có nốt thoát nước ở hai bên góc túi như thế này. Đây là cái dây thép để chúng ta bao trái để chúng ta quấn vào trong cuống quả. Và ở trong nó cũng màu vàng tươi, rất đẹp. Được Hà Bưởi Ngon tráng bóng để chống thấm nước nên là độ dai rất là nhiều. Và túi dẻo, chúng ta bao trái rất là dễ chứ không phải cứng túi như là nhiều đơn vị khác. Nhiều đơn vị khác là cái độ bóng nó không có nên là túi nó rất là cứng, chúng ta bao rất là khó bao mà dễ rách. Còn túi này nó rất là dẻo vì nó được tráng ni lông, tráng phủ ni lông bên ngoài nên là nó rất dẻo và chúng ta bao rất là bền. Đây là Hà Bưởi Ngon đang xuất buôn. Túi bao trái vào miền Nam cho các nhà vườn trong miền Nam bao bưởi da xanh và bưởi năm roi. Còn đây là địa chỉ của nhà Hà Bưởi Ngon, 0968129996, địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Túi này là màu vàng trong và ngoài, có dây thép dẻo để quấn vào cành phía trên. Ở phía dưới như thế này là có hai nốt thoát nước này. Đây này, màu vàng trong và ngoài này, vàng trong này. Đây, màu vàng ở trong này. Túi có độ dai dẻo, rất dễ bao trái. Quý vị, bà con đang theo dõi video clip của Hà Bưởi Ngon, số điện thoại 0968129996, địa chỉ 7 xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là Hà Bưởi Ngon đang xuất túi bao trái đi miền Nam. Đây là túi bao trái của Hà Bưởi Ngon đang xuất đi miền Nam. Đây là túi bao trái bưởi của Hà Bưởi Ngon. Quý vị và con biết đây, đây là cái kho túi bao trái của Hà Bưởi Ngon cung cấp trên toàn quốc, kho rất là lớn. Rất là nhiều túi bao trái luôn. Đây, túi bao trái của Hà Bưởi Ngon vì nông dân phụng sự. Mỗi một bao này là 3.000 túi. Bà con ai có nhu cầu mua buôn và mua nẻ túi bao trái của Hà Bưởi Ngon thì có thể liên hệ với Hà Bưởi Ngon qua số máy 0968129996, địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Năm nay thì Hà Bưởi Ngon có hai loại túi. Một loại túi bao màu vàng trong và ngoài như trên tay Hà Bưởi Ngon đang cầm là bao các loại bưởi: diễn, bưởi da xanh, bưởi phúc trạch, bưởi đường chín sớm. Nói chung là các dòng bưởi mà vỏ xanh hoặc vỏ vàng. Còn một dòng túi bao trái màu đỏ
ở trong màu đen là dành riêng cho túi, cho bưởi, vỏ đỏ, ruột đỏ, thì được đóng vào bao đỏ như thế này. Đây là cái túi bao đỏ này. Bao đỏ này là túi hai lớp để bao bưởi. Đây, đây cái túi này là để bao bưởi đỏ. Bao bưởi đỏ, vỏ đỏ là cái túi này. Cái túi này hai lớp là rất là nặng. Túi này 2 kg một 100 túi này. Đây. Túi rất nặng. Đây. Cái túi màu đỏ này thì ở trong màu đen để bao bưởi đỏ, vỏ đỏ, ruột đỏ. Còn cái túi màu vàng này là bao bưởi diễn, bưởi phúc trạch, bưởi da xanh và các dòng bưởi tôm trắng hoặc là tôm vàng, vỏ vàng, ruột trắng hoặc ruột vàng. Ngoài ra thì Hải Bình Ngon còn là đại lý phân NPK, phân hữu cơ và phân Cani Đức. Đây là phân côn Cani B của Cộng hòa Liên bang Đức. Đây này, nhập của Đức này. Đây là hàng của Đức này, chiếc Cani này. Đây là bao Cani đỏ này. Đây là Cani trắng này. Dòng Cani trắng này tận 50% Cani trắng cộng với 18% lưu huỳnh. Đây là cái dạng bột mà dùng cho cả tưới nhỏ giọt. Hình này là dùng cho tưới nhỏ giọt hoặc là chúng ta bón vào gốc chúng ta tưới nước này. Tức là những cái dòng mà tưới được cho hệ thống nhỏ giọt là hạt nó sẽ rất là mịn và sạch, không có tạp chất thì nó mới không tắc cái vòi nhỏ giọt. Nên là dùng cái sản phẩm này là sản phẩm tốt nhất trên thị trường. Hàm lượng cani rất là cao. Hàng cũng vẫn là hàng của BM nhé. Vẫn là hàng của Đức này. Vẫn hàng của Đức nhé. Chúng ta xem thời tiết. Đây là vườn bưởi diễn xịn hơn 20 năm và tiếp hàng quản lý và làm việc quan tâm tới đất và chăm sóc vườn bưởi đến ngày thu hoạch. Bưởi này thì trên thị trường sẽ không có chất lượng giống như Hà Bưởi Ngon ở trong, không có. Ngoài Hà Bưởi Ngon có vườn này ra, những vườn bưởi trên thị trường sẽ không bao giờ có được cái chất lượng của Hà Bưởi Ngon. Kể cả ăn những quả bưởi to càng có lợi, càng to múi càng to. Đối với những người khác bưởi diễn to thì không ăn được, nhưng của Hà Bưởi Ngon chăm sóc thì bưởi to thì ngon. Sẽ không thấy quả nhiều nhưng mà nhìn ở gần đây thì bà con sẽ biết là quả rất là nhiều trong thân, giấu quả trong thân này nó còn nhiều chi chít và đẹp hơn cả là cây cảnh nữa. Đây này.